Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Ngày nay mình sẽ tiếp tục series con The Walking Dead nhé. Ok, thì trước khi vào video, mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Tập trước là vừa vào game thì mình ngồi trên xe cảnh sát, giờ hình như là mình là một thằng tội phạm. Rồi tự nhiên đùng một cái, cảnh sát tông vào một con zombie. Và thế là anh cảnh sát cũng bị biến thành zombie. Không biết nguyên nhân ở đâu ra và từ đâu xuất hiện. Chỉ biết đùng một cái và xuất hiện một cái bệnh dịch. Sau đó là mình đi tới căn nhà và mình được sự trợ giúp của đứa bé gái. Sau đó là mình quyết định là mình chăm sóc đứa bé gái. Thì khi mà ra ngoài đường thì thấy hai anh này đang chạy khỏi cái thị trấn đó, nhưng mà bị kẹt xe nên mình ra mình giúp đỡ. Và bây giờ nó đưa mình về nhà của nó để cho an toàn. I wouldn't have made it back. Nhà của thanh niên này thì ở vùng quê. I'm glad you took him with you then. Và vùng quê thì nó rất là ít người cho nên là cũng không có sợ zombie cho lắm. Mình cần tìm We just need a little help. We won't stay long. Good. Mình cần sự giúp đỡ. Mình sẽ không ở đây lâu. I don't run a bed and breakfast. So it's just you and your daughter then. Oh, not his daughter. He's the babysitter. Honey, do you know this man? Ông này ổng còn nghĩ mình là kẻ bắt cóc nữa chứ. Okay then. Well, looks like you're feeling pretty bad there. Quay ra hỏi con bé là có biết mình hay không. Yeah. Và ông nói là mình bị thương khá nặng ở chân. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Ok, mình sẽ ngồi đây và mình chờ, còn thằng Son thì nó vô nó lấy cái bộ y tế. Đâu thằng Son nó đi gì ta? Kiểm tra đứa em gái của nó, còn ông này ông đi lấy bộ y tế băng bó cho mình. It's not too bad. Tough guy, huh? What did you say your name was? Nói thẳng tên luôn, mình là Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Ông này tên là Herschel Green. Ông chắc là chủ trang trại này đi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Giờ tai nạn xe. That's so. Where are you headed before the car accident? Giờ mình làm cái gì cơ? Đi ra khỏi Atlanta, đúng rồi. I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. Đúng rồi, sau đó là tông vào một thằng. I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful mình kể hết luôn. Him. Ok, ông tin mình rồi. House is full up with mine. We got another displaced family. Nói chung là cứ nói thiệt là ông sẽ tin là tại vì ông này ông thấy cũng cũng tốt. We're done here. Người lạ chưa gì hết mà ông cũng giúp đỡ. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey Dad, so I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Okay. Your son's right, you're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen. Nó kêu ông này là ngày mai là tốt nhất là nên xây dựng một cái hàng rào bao quanh cái nông trại. Ông này kêu là không cần. Ông này ổng ở nhà và ổng nghe coi TV. I got chased by a couple of dead people. Ông ở nhà ổng coi TV không mà cho nên ổng không biết được. Do what you think you là we got plenty of chores as it ở ngoài nó kinh khủng như thế nào. You know those folks in the barn can help out in the morning. We got to do it. Really. Giờ mình đang thuyết phục ổng là nói là con trai ổng nói đúng bởi vì là cái tuổi người chết nó đang trỗi dậy và đi bình thường. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay,
That'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right, then. Ok, ổng cho mình ngủ ở chuồng ngựa chứ không có cho vô nhà. It smells like... Giật. I know what it smells like. Duty. Con bé nó kêu là mùi phân ngựa khá là thối cho nên là khó ngủ. Nó bắt đầu nói là nó nhớ bố mẹ nó. How far is Savannah? Nó hỏi là Savannah có ở xa không? Mình nói là rất là xa. Gọi lại ác mộng. À, mình có thể hiểu được một chút ít rồi. Có khả năng là bệnh dịch xảy ra này. Hey, get up. Ngay cái khoảng mà vừa bắt đầu. Itchy. Cho nên là ai cũng nghĩ là thằng này là giết vợ đó. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, where are the little things? There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. Chắc là ông này ông cũng được. Ông già chủ nhà cũng cứ mang đi. Doc? Yeah, nothing bothers him. Like ông gọi thằng trai ông là biệt danh là Việt. That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Hiện tại mình vẫn chưa biết được quá khứ của Lee. He makes up for it with enthusiasm. Dần qua cái cơn ác mộng đó thì mình suy đoán thôi. Word is, you were on your way to Macon. Sự thật hay không? My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Ok, ông này, vậy đó. I'll see what the girl would like. Ah, gotta consult the missus. I understand. Honey, Duck, this is Lee. And what's the girl's name? Đây. Clementine. Clementine. Đây là bà vợ của ông. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. Tốt nhất là nên làm việc đi. Yeah. Well, I need a good foreman. Tại vì you can sit on the tractor để giùm bi mà nó càng ở đây thì sẽ không có lo nổi đâu. On the tractor? Cool. Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Giờ sao đây? Hey there, girls. Hỏi về thành phố. How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just... Bà vợ bà nói là Kenny là ổng cứ đi ngang qua thôi. Rất là nhiều người cần sự giúp đỡ. Nhưng mà tốt nhất là không nên giúp ai trong thời điểm này. Cái thời điểm vừa bắt đầu ấy là cái thời điểm mà không biết được ai sạch với ai ấy đâu. Things were bad before. Bad now, but they're different, you see? People are eating each other. But they weren't before. The banks, the politics, the crap. Those things are gone. Hell comes in a lot of different colors. You two actually look relaxed. Okay, mình nói là hai người khá là thư giãn. Clementine was just telling me about first grade. Chắc là nói chuyện hết với lại từng người trong đây thì mới tiếp tục sự sự kiện. It's easy. Well, yeah. So, you're good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here, no? Ok, bà này bà nói là khá bình yên tại vì bà nói là đã thấy người ăn thịt người từ 3 ngày trước rồi. Back in Fort Lauderdale. Cho nên là cái sự hòa bình bình yên ở đây khá là not horses. What is it that you do, Lee?
I used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. Bà hỏi mình là... Yeah, my mistake. Bà hỏi mình là trước khi mà chuyện này xảy ra thì mình làm gì? Thì mình nói là mình là giảng viên ở đại học ở... Seoul hay sao? Nói chung là giảng viên đại học là cũng là tri thức rồi. Mà tại sao lại bị làm tội phạm thì không biết. Need any help? No, I think I got it. Ok, mình hỏi ông này là có cần giúp đỡ hay không thì ông kêu là không cần đâu. I mean in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? I think I've got it handled okay. Long as I keep her safe, I think I'm doing all right. With those things out there, maybe, sure that's enough. But you gotta ask yourself if you're the type of guy who can do better. Cái này là đang chia sẻ về cái việc mà có trẻ con đi theo cùng đi. How's your son doing? Hỏi là bây giờ hỏi con trai ông này là gì? Got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and Christ, just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's, but we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. Oh, ông này, ông nói là cái gia đình của ông này là kiểu là... Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Kiểu... Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. Kiểu... Không có sợ sạt, chứ không có sợ hãi gì. Hop on rất là mạnh dạn. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin... Whatever's biting and paying. Katya wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. See you. À, hóa ra là ông này tính ra ngoài biển thì ông đã có một con thuyền. Ông có một con thuyền ở ngoài biển. Nói chung là đi ngoài biển thì cũng tốt. Zombie nó chỉ trôi nổi trên mặt nước thôi chứ zombie nó không biết lặn. You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the U.S. Farm Bill, though. I'm good. Nói chuyện với thằng nhóc này. How you doing, Duck? Good! I'm gonna drive the tractor! I'm the foreman! Lift with your back, Sean! Thằng nhóc thì nó khá là thích hú về cái việc mà lái xe... Này. Lấy máy cày. Nhưng mà cái máy cày cho dù máy cày nó không hoạt động. Hey Lee. Need a hand? Ok bây giờ giúp đỡ thằng này. If you could cut those two guys to length, that sure speed things up. Bây giờ cưa gỗ hả? Cưa gỗ cho thằng kia sửa hàng rào. My dad doesn't know how bad it is. Giờ này nó đang nói là bố nó không có biết được là cái chuyện này nó tệ như thế nào đâu. Just shot him right in the face. Này nó nói là nó thấy là ở Atlanta có... Damn. Oh shit, damn. He didn't even hesitate. Nó từng giết cả trẻ con luôn. The barrel of the gun right between the kid's eyes and pull the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like cái nòng súng vô con mắt của thằng nhóc và bóp còi. Do what? Kill. Have you had to off one yet? Thằng so nó hỏi mình là có giết bao giờ chưa. Dạ mình nói thật luôn là mình đập vỡ não của một cô gái. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family cái não của safe một cô thinks and là cái đứa con gái đó là cái đứa mà trông trẻ cho con Lê Minh Tê đó. How about yours? How's your family? Ở về gia đình của mình đâu. My brother and parents are in Macon. Thì mình nói là gia đình của mình đang ở Macon. Với lại anh em. That's probably all I need cut for now. Thanks. Anh hay là em thì cũng không biết được tại vì nước ngoài người ta chỉ có một chữ Roder. And Sean, thanks again for the ride. No problem. Cảm ơn thằng Sean là bởi vì đã cho mình đi nhờ. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. Ồ, thấy ông già rồi kìa. So nó nói là nếu mà thấy ông già nó thì đi ra giúp ổng. Ok thì đang đi giúp đây.
How'd you get out of Atlanta? Hỏi mình là tại sao ra được Atlanta đấy chứ. I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full Lên of crap. Chia sẻ về cái nông trại của ông này. Plan, having a place like this, it was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family? Ông này ông nói là parents? Ông không có phải là nông dân đâu, nhưng mà ấy tự nhiên cái là hành động dân. My parents are in Macon with my brother. Well, I hope they're all right. But now you got this little girl to take care of. Ông lại hỏi về cái việc mà gia đình mình ở đâu. You just stumbled up on her? Yeah, I was looking for help. Ok, ông hỏi về con Clementine. Mình nói là con mình đã cần giúp đỡ ở nhà con Clementine rồi. Can I give you a piece of advice? Sure. I don't know who you are. Ok, bây giờ ông cho mình lời khuyên. Ông nói là ông không biết mình là ai. Worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. But at least you have the common sense to listen to a man giving you advice. Đó là ông này nói về cái việc mà nếu như mà mình tốt quá thì vẫn có khả năng là phải có chuyện như vậy. Mình tốt quá có khả năng là sẽ bị dễ bị hại á. Ôi, gì vậy? Thằng nhóc nó đẩy chiếc xe lên. Chết rồi. Ôi, giờ cứu ai giờ? Cứu thằng nhóc đi. Đây, trẻ con quan trọng hơn. Mày buông ra. Ơ, ông già kia chạy chứ. Tội. Thằng kia nó bị kẹt ở chiếc xe máy cày. Cho nên là nếu mà muốn cứu thằng đó là bắt buộc là phải leo lên xe máy cày. Ông đuổi. Get the fuck out of here. I'm sorry. Sorry. Ông bực mình rồi bởi vì ông để thằng con chết cho nên ông đuổi hết. You didn't even try to help. I thought I could help them both. Mình nói là mình nghĩ là mình có thể giúp cả hai. And now. Nhưng ông nói là mình sai rồi. Just go. Get out and never come back. Ông chắc là chỉ buồn về cái việc mà thằng con ông ra đi thôi. Nhưng mà tốt hơn là ông nên cho nó một viên vào đầu đi. Để khi mà nó sống lại thì lại mệt lắm. Got that ride to Macon if you want it. Ông Kenny ông nói là mình muốn đi nhờ thì cứ việc mà đi. Well, this is as far as we're going. Then it's far enough. Đây là mình đã đi xa ra khỏi nông trại rồi đó. Mà pha nãy là mình cứu thằng nhóc là ổn nhất, mình thấy ổn nhất. Tại thằng kia nó đã bị kẹt ở dưới xe rồi. Cho nên là nếu mà cứu nó thì cũng
khó lắm. Hey there. You friendly? Rồi chắc là kia là cái mặc định là số nó phải chết rồi, nó chết thôi. Rồi đừng có kêu. Đó rồi vô trong thành phố mà thấy một cái hàng nào đó nó đang ngồi thì đừng có kêu. Tôi thấy không kêu nó sẽ như vậy. Ui. Súng hả? Ai cứu vậy? Chạy nhanh lên, chạy vô cửa hàng. Hóa ra là còn người còn sống ở đây. We can't take risks like this. And we can't just let people die either. When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. Ok, tụi này nó đang cãi nhau là không thể ra được ở đây là cái thứ nhất, là cái thứ hai là không có thể để người chết được. Mình nói là mình đang có trẻ con ở đây. Và ông này ông nói là ông thấy một đứa con bé gái. Nó cần đi vệ sinh. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join them then. You'll have something. Nói chuyện đang căng thẳng. God damn it, Lily. You have to control these people. Carly and Glenn just ran out there. She's not wrong. They took a risk. Yes, we did. And we appreciate it. Now let's settle down. Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. Oh. Mình sẽ im lặng. We have to end this now. Over my dead body, we'll dig one hole. No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Ông nghĩ là thằng nhóc này bị cắn nhưng mà bà vợ bà kêu là không có. We let someone with a bite stay in, and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him out or smash his head in. Kenny, stop him! Ông này khá là bực mình về cái việc mà lôi thôi cứu thêm người chứ. Just a boy. Lily, I'll handle this. But your heart, Dad. Okay. You need to calm down. We kick his ass. That's what I'm thinking. Everyone chill the fuck out! Nobody is doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us, and they will get in here. And none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten! That's how you turn! He's not bitten. Lee, stop this. Ông này ông cứ ông già ông cứ một mực ông nói là upsetting is getting eaten alive. Dad, we get it. It's a big deal. Con của ông Kenny là bị cắn. You're gonna whoop me? You and what homo parade? This one. That's good. Little boy, before you eat your mommy, you can watch your dad get his nose broken. I'm gonna kill him, cat. Just worry about duck. Lee. Yeah. There's someone in there. It's just like. Con Lemon Thê nó kêu là có. Probably. Có ai đó trong nhà vệ sinh à? Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy. Ông này ông nói là ông cũng không phải là người xấu ở đây nhưng mà ông chỉ lo lắng cho đứa con gái của ông. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, when she's dead, he'll probably pounce on your little girl. It's a little boy. I think we can handle it. A little boy? He'll be an uncontrollable man-eater. It's not gonna happen. It is. Hey, we're tossing him out now. Giờ mình nói là nó chỉ là thằng nhóc thôi cho nên là mình có khả năng... Ấy. Knock this guy out. Happily. Jesus. Oh man. Bãi cái ông Kenny ông yếu vậy. Ê. Ôi, còn bị té nữa chứ. Thì cái tật hậu đậu không bỏ. Rồi đây đây đây, thấy rồi. Bỏ con bé ra. Bỏ ra. Thiệt luôn chứ, con kia có còn bắn súng nữa chứ. Hay lấy cái gì đâm vô đầu đi, không lấy còn bắn súng. Bắn súng là sẽ gây tiếng động, và gây tiếng động thì cái đám ở ngoài sẽ cứ thế rồi nó đi vô. Just great, thanks. Guys. Đó biết mà nó nghe tiếng động giờ nó bắt đầu nó đập cửa, nó tìm. Everybody down. Stay quiet.
Kenny yếu thiệt chứ. Đấm, đấm mặt ông già xong rồi ông già không sao, ông già đấm lại cái xỉu. Ok, có thể là mình sẽ tin tưởng được gia đình của Kenny. Để cho vừa. Ông này ông bị bệnh tim, mà bị bệnh tim thì đừng có cảm xúc nhiều. What's wrong with it? It's his heart. My pills. Nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Ok, phải qua bên there. Behind the phải counter ra ngoài đây. Ở trong này không có thuốc. We'll get in there somehow. Thank you so much. We need nitroglycerin pills. Để ông cần thuốc cái thuốc giảm đau tim á. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this. Dạ, mình quyết định là mình sẽ ra bên đó mình lấy. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon fast. Agreed. And I'll head out and get gas. Okay. Dạ, đang lập ra kế hoạch là out towards the end of Peach Street. I'll work my way towards it and then look back. Đã ra ngoài là thứ nhất là phải vừa lấy thuốc, vừa lấy xăng luôn để ra khỏi đây chứ không có thể mà ở trong này được nữa. Damn, that'd be great. Well, it's got to get done. Plus, I'm quick and I know Macon. Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you, what's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. Larry. And you, you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. Oh. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot, and I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. Okay, mình kêu là thằng ấy. Kenny nó kêu là con này nó nên ở ngoài đây nó canh chung với thằng Doc. Thì nó bắn khá là giỏi. Và chắc là video này mình cũng dừng lại tại đây thôi nhé. Thì nếu mà bạn nào hay nhớ để lại mình một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.